Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng website tải nhanh vn.com để tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái tựa game có tên là Grabrain. Ok, trước khi tải các bạn sẽ phải lưu ý cho mình một số điều như sau. Thứ nhất là các bạn phải tải game trên website tải nhanh vn.com thì mới có thể làm đúng theo cái video hướng dẫn này. Thứ hai là trước khi tải các bạn sẽ phải đọc và tuân thủ tất cả những cái yêu cầu trong cái mục support nằm trên cùng góc bên phải trang web cho mình. Trong bài viết các bạn sẽ phải đọc kỹ cái mục trước khi hỏi, trước khi tải, và đặc biệt là các bạn sẽ phải cài đầy đủ tất cả các cái phần mềm bổ trợ ở trong cái bảng này. Và các bạn chỉ việc làm một lần duy nhất, tất cả những cái lần cài game sau các bạn sẽ không phải làm lại nữa. Nếu vẫn gặp lỗi thì các bạn kéo xuống phía cuối bài viết sẽ có một cái mục có tên là lỗi game hay gặp để tìm lỗi các bạn gặp và tìm cách khắc phục. Khi mà các bạn làm theo tất cả những cái yêu cầu trên mà vẫn gặp lỗi thì các bạn chỉ có thể cài lại win hoặc là mua game hoặc là không chơi game đó nữa. Và nhớ là phải kiểm tra cấu hình xem là các bạn có chơi được game đó hay không, và nếu không dành thì các bạn có thể xem cái bài viết có tên là kiểm tra cấu hình chơi game ở cái mục hỗ trợ của bên phải trang web. Cũng trong cái mục hỗ trợ, nếu mà các bạn muốn tải link FC một cách nhanh chóng thì các bạn có thể đọc cái bài viết có tên là tăng tốc độ download link FC. Nó sẽ giúp các bạn tải link FC một cách nhanh nhất. Thứ ba là nếu mà các bạn tải về thấy cách cài đặt khác rồi, tức là game đã được update, và để xem cái hướng dẫn cài đặt trong bản update mới, các bạn vui lòng kích vào xem video hướng dẫn tải và cài đặt trong bài viết của game đó. Còn nếu các bạn xem trên YouTube, các bạn có thể tua đến 20 giây cuối cùng của video hoặc là xem ở phần bình luận sẽ có một mục dẫn sang cái video hướng dẫn tải và cài đặt bản mới nhất đấy. Thứ tư là toàn bộ nội dung mình nói trên rất nhanh và rất dài nên các bạn cần xem kỹ để đảm bảo 100% là chơi được game. Bạn nào đúng rồi, làm được rồi thì sau này xem video của mình, các bạn chỉ việc tu bỏ hơn 1 phút đầu của video để xem được cái phần hướng dẫn cài game luôn. Còn bây giờ hãy truy cập vào website tải nhanh vn.com để bắt đầu tải game nhé. Ok, thì sau khi vào trang chủ, các bạn sẽ thấy một cái dòng có tên là bạn muốn tải gì. Các bạn kích chuột vào, gõ tên game cho mình là GROUND. Đấy, các bạn gõ tên game như trên màn hình nhá, GROUND. Gõ tên game xong thì các bạn ấn chữ download cho mình, ấn chữ download cho mình nhá. Đấy, lúc này nó sẽ tìm đến cái bài viết có tên là Grabrain này. Đấy, Grabrain nhá. Các bạn vào trong bài viết này để lấy link tải. Link tải nó sẽ nằm trong bài viết này ha. Ok, thì để tiện cho các bạn, mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video nhé. Mình sẽ để cái link bài viết này dưới phần mô tả video. Thì trong bài viết này các bạn có thể xem thêm về thông tin game này. Đấy, các bạn có thể mua game để ủng hộ nhiều phát hành, và được xem cái phần giới thiệu game. Đấy, hình ảnh game, video game, và quan trọng nhất đó chính là cấu hình nhé. Cấu hình con game này nó sẽ yêu cầu là từ Win 7 trở lên và là bản 64 bit nhé. Tức là bạn nào mà sử dụng Win 7, Win 8, Win 10 bản 64 bit thì sẽ chơi được. Còn bạn nào mà sử dụng Win XP hay là Win Vista hay là Win 7, Win 8, Win 10 bản 32 bit thì đều sẽ không chơi được nhé. Ok chưa? Tiếp theo là chip nó sẽ yêu cầu là Intel Core i5 2500K trở lên hoặc là AMD FX 8350 trở lên nhé. Đấy, RAM thì các bạn sẽ phải có tối thiểu là 4GB nhé. Các bạn sẽ phải có tối thiểu là 4GB. Tiếp theo là cam màn hình. Cam màn hình nó sẽ yêu cầu là GeForce GTX 570 trở lên hoặc là AMD Radeon HD 7850 trở lên nhé. Đấy, rồi tiếp theo là bộ nhớ máy. Bộ nhớ máy nó sẽ yêu cầu là khoảng tầm 20GB bộ nhớ máy nhé. 20GB bộ nhớ máy, ok chưa? Rồi thì khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game. Để tải game thì các bạn kéo xuống dưới cho mình, kéo xuống dưới nhá. Đây, đấy, các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là link tải game. Đấy, mục link tải game nhá. Trong cái mục link tải game này các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ đỏ có tên là tải game Grabrain. Đấy, Grabrain link FC nhá, tải game Grabrain link FC. Các bạn kích chuột vào tải về cho mình nhá. Các bạn kích chuột vào tải về cho mình, kích chuột vào dòng chữ đỏ, kích chuột vào dòng chữ đỏ tải về cho mình. Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ được một cái file. Đây, các bạn sẽ được một cái file có tên là tải nhanh vn.com Grabrain nhá. Đấy, ok chưa? Thì bây giờ các bạn kích chuột phải vào cái file vừa tải về, kích chuột phải vào cái file vừa tải về, nó sẽ hiện lên cái bảng, và tại cái bảng này các bạn chọn cho mình là extract here nhá. Các bạn chọn extract here cho mình để cho nó rẻ nén ra nhá. Các bạn chọn extract here để cho nó rẻ nén ra. Thì sau khi nó rẻ nén ra xong, chúng ta sẽ được một cái folder cùng tên. Đấy, chúng ta sẽ được một cái folder cùng tên có tên là tải nhanh vn.com Grabrain này. Đấy, ok chưa? Các bạn mở cho mình folder này lên, mở lên cho mình. Đấy, thì cái game này các bạn sẽ không phải cài đặt gì cả, mà các bạn chỉ vào game chơi luôn thôi. Để vào game chơi luôn thì các bạn mở cho mình cái file có tên là Grabrain này nhé. Đấy, file Grabrain có logo màu đen này. Đấy, ok chưa? Mở lên cho mình nhá. Đấy, chọn run admin nhé. Các bạn chọn dưới quyền admin để đảm bảo 100% là chơi game nó không bị lỗi nhá. Đấy, chọn run admin. Đấy, ok chưa? Rồi, ở bảng hãy chọn Z cho mình. Rồi, chúng ta sẽ chờ nó vào game nhá. Thì các bạn yên tâm nhá, tất cả những cái game trên website tải nhanh vn.com đều là do mình up lên, tải lên, và mình cũng sẽ làm cái video này để vào game chơi, để mà chứng minh được cho các bạn một điều rằng là các bạn có thể yên tâm mà tải game trên website tải nhanh vn.com nhá.
mình đã vào game chưa được thì các bạn cũng sẽ phải vào game chưa được, trừ khi là cấu hình máy các bạn không đủ hoặc là các bạn không tuân thủ cái mục support trên website tải nhanh hơn là.com mà thôi. Các bạn cứ tuân thủ cái mục support trên website tải nhanh hơn là.com cho mình nhá, ok chưa? Rồi, thế đây, sau khi vào game chúng ta sẽ có cái giao diện menu như thế này nhá. Tại đây thì trước khi vào game mình sẽ dành ra vài phút vài giây dành cho những bạn nào mà cấu hình thấp. Bạn nào mà cấu hình thấp thì các bạn vào cái mục có tên là setting cho mình. Đây, vào mục setting nhá. Đấy, vào cho mình. Trong cái mục setting này các bạn chỉnh sang cái mục video nhá, chỉnh sang cái tab video này. Đấy, video. Đấy, tại tab video này thì các bạn sẽ thấy có một số cái mục có chữ là medium này này. Đấy, cấu hình mấy các bạn nào mạnh ý thì các bạn nào chọn mức epic nhá. Cấu hình tương đối mạnh thì chọn mức pha, còn cấu hình mà bình thường yếu thì chọn mức near này cho mình nhá. Chọn hết sang cái near này này. Đấy, ok chưa? Các bạn chọn hết sang near cho mình. Tuy nhiên đấy, mình đồ họa tương đối là ok, thành ra là mình sẽ chọn là medium. Đấy, để mặc định luôn. Thì sau khi lựa chọn xong các bạn ấn apply cho mình nhá. Đấy, các bạn cứ lựa chọn thế nào mà vào game nó không lag là được. Đấy, rồi sau đó ấn apply cho mình. Rồi, tiếp theo là ấn Escape để back ra. Đấy, thế đây. Đây là cái menu chính của game, và chúng ta để vào game chúng ta sẽ vào cái mục có tên là Play Offline nhé. Play Offline, đấy, Play Offline. Đấy, trong này chúng ta sẽ lựa chọn này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn chế độ chơi thứ này. Đấy, lựa chọn các kiểu con điều. Đấy, các bạn có thể lựa chọn chơi thế nào cho nó phù hợp nhé. Đây, mình ví dụ mình lựa chọn cái chế độ Deathmatch này đi. Đấy, sau đó lựa chọn thời gian kết thúc là 60 này. Đấy, đây là chọn map này. Đấy, các bạn có thể chọn map nhé. Đấy, sau đó ấn play. Rồi, chúng ta sẽ vào game. Thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Đăng ký kênh vừa là cái cách để ủng hộ mình, cũng như là một cái cách để các bạn có thể theo dõi được những cái bản cập nhật update sau này của game, cũng như là những game khác, ok chưa? Rồi, thì đây, chúng ta đang ở trong game rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ tương tác với game cho các bạn xem nhé. Đấy, mình di chuyển này, đi lên trước này, đi sau này, sang trái này. Đấy, sang phải này, đấy các bạn thấy không? Mình xoay tròn xung quanh này. Đấy, tương tác với game rất là tốt luôn. Đấy nhá, bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài. Trong này thì chúng ta chưa được cầm vũ khí đâu. Có súng ở đây rồi nhưng mà chúng ta chưa được cầm, chúng ta phải ra bên ngoài mới được cầm. Đấy. Đấy. Đi đâu để ra ngoài ta? Ở đây có một cái phòng tập này. Đó. Và chúng ta chưa được tập chỗ này, chúng ta chưa được tập. Ok. Nói chung là mình chơi đến đây là các bạn có thể yên tâm mà tải mà chơi được rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn chơi thêm một tí nữa để tương tác với game cho các bạn có thể yên tâm hơn mà tải ha. Thì bây giờ mình sẽ cầm súng ra nhá. Đấy. Súng đâu nhỉ? Đù, súng đâu rồi? Ở đây này, súng lên này. Đấy, sợ. Anh em ấn chuột phải nhá, ấn chuột phải để nó hiện súng lên nhá. Đấy. Ấn 3 là ném bom này. Đấy, này kia. Ném có bom nổ đây. Đấy, sợ. Anh em ấn chuột phải để nó hiện cả bom lên. À, hiện cái súng lên. Có tiếng gì ghê thế? Có tiếng gì ghê thế mẹ? Anh em mà muốn xem mình chơi game ý, thì anh em có thể lên YouTube tìm cái kênh có tên là Play Game nhé. Tìm cái kênh có tên là Play Game. Mình hay chơi game ở trên kênh YouTube đấy. Còn ở channel này mình chỉ hướng dẫn anh em mà tải về mà chơi thôi. Thành ra là mình sẽ không chơi mấy đâu. Mình chỉ chơi một đoạn cho anh em xem là nó có hay hay không, cũng như là game nó chơi ổn hay không thôi nhé. Bây giờ mình sẽ đi kiếm bọn khác để bắn nào. Anh nghe tiếng súng không? Đấy, chúng ta sẽ đi trong cái khu rừng này và chúng ta nghe tiếng súng để xác định xem nó ở đâu để chúng ta đi đến. Đây, mình nghe tiếng ở trên này. Đấy, sẽ chạy lên trên này xem nào. Chạy lên trên này xem có cái vẹo gì trên này không. Bắn nhau nữa đi. Bọn mày bắn nhau nữa để tao nghe tiếng súng ở đâu nào. Đâu rồi? Đường này là cách núi không có đi được không? Không đi được rồi. Đây đây đây. Lên đây thì đi được. Ok chưa? Cách đi rồi anh em ạ. Bọn này nó không cho đi chúng, không cho chúng ta đi rồi. Để chạy một lúc mà thở hồn nào này. À, chạy qua nước, kiếm nước nghe rất là thật. Và nó vừa bắn nhau ở đây nghe tiếng súng. Cái này như kiểu Pudgy anh em ạ. Chúng ta phải đi nghe tiếng súng để bắn bọn nó sao. Đấy, mình nghe tiếng súng rất là rõ luôn mà không biết ở đâu.
Nói chung là anh em vào game anh em chịu khó đi tìm tí. Tôi chạy từ nãy giờ chả thấy thằng nào. Chịu khó đi tìm bọn nó để bắn. Nhà này là nhà của chúng ta lúc đầu đúng không? Nhân vật chạy thở hồn cả hển thôi. Cũng chưa thấy đâu anh em ạ. Toàn nghe tiếng con gì kêu, nghe tiếng súng nhưng mà lại không tìm đến được. Đường đi nó chắn, chúng ta đường đi nhiều quá, chúng ta phải đi vòng nó rất là lâu. Chạy đi chạy lại quay lại chỗ cũ. Bố khỉ. Ok, thế nói chung là mình hướng dẫn đến đây thôi là anh em có thể yên tâm mà chơi được rồi nhá. Khi anh em thấy cái video này hữu ích, đừng quên cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh của mình nhá. Chúc anh em tải và cài đặt thành công. Bye bye.